jungle. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Nguyện làm em luôn thấy vui, nguyện làm em luôn
chúng ta. Anh hứa yêu chẳng một ngày cách xa. Anh nguyện cạnh em này, anh một lòng thiết tha. Em ơi, hãy cho anh được cưới, cưới em. Nguyện làm em luôn thấy vui, nguyện làm em luôn mãi cười. Và người anh muốn cưới chỉ có mỗi em thôi người ơi. Điều mà em luôn muốn là đừng khiến cho em buồn. Đôi lúc em lệ tuôn, lòng anh đau lắm em ơi. Và mai đây dẫu khó khăn, chỉ cần em vẫn ở cạnh. Anh vượt mọi gian khó cánh xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng vào vui, theo kiều hoa có đôi phù dê. Còn trong đợi bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi. Đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, nụ bàn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dần ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu thắm trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu đầu xuân chứa chan chuyện tình. Đôi
Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lưu bạn xa chẳng không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt xuôi. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dần ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Xin thưa quý ông quý bà, tôi thì xin trân trọng kính chào. Tôi là đoàn trưởng. Thế mà tiếp theo là cô đây là chị của bố cháu nào, và đấy là bố mẹ cháu nào, và tôi đây là anh trai của cháu nào. Còn ngoài ra là các anh trong họ là đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba, mỗi lễ nghỉ lễ thứ ba tức là xin các cháu để về trước với cho các cháu để ta hai hộ là chung nhau giữ quần đó để chúc phúc cho các cháu. Giờ phút này là anh em hoặc các bác ở dưới kia là đón cháu dâu của con của bà thì gia đình chúng tôi chẳng biết nói gì thì trước hết thì có cái sự tổ chức của con các bà đi đón dâu rồi thì bây giờ thì nghi lễ nói chung là mình cũng có rồi các bạn và tôi chỉ biết nói là bây giờ thì trước hết thì nói người nhà thì cũng là con giờ nào tốt đẹp cho các bà đưa ra trước để họ nhà gái thì tổ chức cho nó thành giờ cho con các bà cũng giờ là tốt con thì trước hết thì nói chung là con các bà đưa ra cái chuyện là nhất là giờ hai đó là đi trên đường là con các bà này bây giờ mở đường đi rồi dẫn đường trở lại thì gia đình họ nhà gái chúng tôi sẽ có một số anh em đi đại diện trong họ tộc thì đưa con cháu về sinh cơ lập nghiệp với con các bà. Trước hết là con cháu của chúng tôi với tôi mới lớn thì nói chung cái điều học nó còn học mãi con các bà có những gì nó về quê hương cho các bà nó có cái sự thay đổi thì bố chồng cháu với con các bà tất nhiên nó phải khiêm tốn và phải hiểu con các bà nên dạy con cháu nhiều hơn và đồng thời uốn nắn về phong tục tập quán của con các bà tôi thì chẳng biết nói gì thì năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới chùa mời thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chứ chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén à. Nè cô sáu cũng ly ta rỗng rẽn. Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rần rần. Xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng sung sang quê mình khang trang, từng mừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra tôi thề song pha, qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình già. Ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sáu à, cùng ly với bà xuôi đi cái đã. Xuân năm này á, anh đám cưới cho con, sang năm rồi cái anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vô đi ăn sao? Trời ơi, tôi nói vô xỉn rồi không? Cái mình đi quậy mấy bà xui, tôi kết bà xui của anh nghe không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Không có được nha. Bà xui tôi là anh không có được đụng tới à. Sao mắc mớ gì không được đụng? Bị tôi để ý rồi. Trời ơi, anh này quá trời không? Thôi mình cứ uống xỉn đi không? Uống xỉn xong tôi bảo đảm anh là có gan lắm. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi,
tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời. Thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau. Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám tôi mời anh một chén không, nè cô sáu cũng ly ta rỗng rãng không. Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn đây. Vâng, ngày hôm nay là ngày đẹp đành tháng tốt, ngày hôm nay là ngày đẹp nhất để cho đôi nguyên đương chúng ta Thủy Linh và Hải Nam chỉ tiếp kết duyên vợ thành chồng. Mấy cái chàng to đón chúng ta mà gia đình hai họ thì mở cửa đón khách gần xa. Hôm nay xin cưới chất nằm và cái tuổi thanh xuất độc trà nhất. Thế nhưng chúng ta đừng quên nói rằng tôi nghĩa sĩ hành công cha thì núi cao vời, nghĩa mẹ như nước rồi người miền đông. Cha là ánh tử hồng soi đêm đông giá tiết, mẹ là ánh thái dương tay sáng đường. Con đi con ơi muốn lên nước người, lắng tai nghe lấy lời mẹ cha. Sau đây thay mặt ban tổ chức hội trường xin trân trọng kính mời một vị đại diện của bên họ nhà trai được có đôi lời phát biểu xin dâu cho họ nhà gái chúng tôi ngày cưới hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa hai họ, hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà trai lên trước hết lời đầu tiên chúc hai họ làm sao ta đoàn kết để thực hiện cái lễ thành hôn cho các cháu Nam và Linh được tốt đẹp. Và xin cả hội nghị chúng ta là một tràng vỗ tay. Cảm ơn. Thế xin thưa quý vị đại biểu, chúng tôi là cũng hai họ đã thống nhất với nhau. Cái thứ nhất là mẹ cháu Nam, bố mẹ cháu Nam và bố mẹ cháu Linh thống nhất với nhau là chọn những ngày hôm nay là ngày rất đẹp, vừa là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tức là các vị đại biểu nhìn thấy rồi, tức là thời tiết rất đẹp, đường xá là gọn gàng. Thì hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, chúng tôi thay mặt cho họ nhà trai lên là công bố thời gian là đón cháu dâu của tôi về tại phòng cưới, thời gian là 8 giờ đấy, 7 giờ hơn đấy. Thế thì là căn cứ vào cái thời tiết như thế thì cũng báo cáo với hai họ là chúng tôi cũng làm sao để cho về các khớp thời gian, để làm sao là về phòng cưới của các cháu là để cho nó thuận buồm xuôi gió. Thì trước khi ngừng lời thì xin đó là kính chúc các đại biểu trong gia đình mạnh khỏe và cùng kết hợp với chúng tôi đưa cháu Linh về phòng cưới để là bên nhà gia chúng tôi tổ chức hôn lễ cho các cháu được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Và cuối cùng là báo cáo các vị đại biểu là thời gian sắp đến rồi, mong sao là thôi thì hai họ chúng ta cùng với kết hợp đưa cháu về phòng cưới
cho đúng thời gian. Thế còn nếu mà chúng ta còn giao lưu với nhau thì cũng còn vô cùng lắm, mà hẹn biết thời gian khác. Cho mong sao các vị tạo điều kiện cho để tổ chức cho công việc trăm năm của các cháu thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn lời phát biểu có căn có dặn, có tình có lý và có phần lo toan của bên họ nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị, để đáp từ lời của họ nhà trai, sau đây xin kính mời một vị đại diện của họ nhà gái có đôi lời phát biểu cảm ơn họ nhà trai trong ngày cưới hôm nay. Xin trân trọng kính mời. À, vâng, lần đầu tiên thì xin đại diện họ nhà gái xin cảm ơn cái lời phát biểu của đại diện họ nhà trai, và nhà gái cũng xin kính chúc quý ông quý bà của hai bên gia đình của cháu Linh và cháu Nam là luôn mạnh khỏe hạnh phúc, hai cháu là luôn trăm năm hạnh phúc. Và thật sự thì cũng đã đến cái giờ đẹp thì bên họ nhà gái trao dâu cho nhà trai để về tổ chức tại hôn trường của nhà trai ở Hà Nam. Thời gian đến rồi thì cũng mời quý ông quý bà ra chuẩn bị ra xe, và kính chúc đoàn đưa dâu cũng như là họ nhà trai đi về hưởng lộ bình an, và chúc cho toàn buổi hôn trường là luôn mạnh khỏe hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu có căn có dặn, có tình có lý cũng như có phần lo toan của hai họ hai gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể các cụ công các bà thân mến, tình yêu, tình thương, kỷ cương và trách nhiệm đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, mà nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, với trời lồng lộng không phủ kín công cha. Vâng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, anh còn son em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Và ngày hôm nay đây chính thức là ngày để cho đôi bạn trẻ chúng ta nên duyên vợ thành chồng. Sau đây xin kính mời cô dâu chú rể chúng ta đứng dậy đi ạ. Vâng, trước tiểu phút thiêng liêng và trọng đại này, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu của hôn trường cưới để cùng chiêm ngưỡng đôi uyên ương chúng ta thật là đẹp tuyệt vời. Ngày hôm nay đây, đôi bạn trẻ chúng ta quá là đẹp tuyệt vời. Kính thưa toàn thể quý vị, và chúng ta hãy chúc mừng cho cô dâu chú rể trước giờ phút thiêng liêng trọng đại này. Một tràng pháo tay thật to, thật lớn, được không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn quý vị, các cụ, công, các bà rất nhiều. Và trước giờ phút thiêng liêng trọng đại này, bây giờ đã đến giờ tốt, giờ đẹp để cho cô dâu, chú rể. Vâng, xin mời cô dâu, chú rể bước xuống cục vinh quang để chúng ta cùng lên xe hoa về nhà chồng, để cùng nuôi thầy mẹ, cùng cha trong giờ phút đẹp tuyệt vời nhất của gia đình đã chọn trong ngày cưới ngày hôm nay. Đã qua rồi những ngày thương nhớ, đã qua đi những đêm lén hẹn hò. Giờ tay trong tay anh làm chú rể, giờ tay trong tay em làm cô dâu. Bên đoàn phòng anh chờ em đó, ước chân son anh cướp em về. Từ nay bên em anh là dê quý, từ nay bên anh em là dâu hoa. Cô dâu ta tươi trong thảo cưới mới, bên chú rể hiền ngồi quá đẹp đôi. Họ hàng ai bên ai mà tổ cước thế, xin gái người thật quá dễ thương. Kính chúc hai họ từ nay thêm gắn bó, để tôi sẽ chiều luôn sống được yên vui, được nàng dâu ngoan thay chồng chúng bao hiu, được chú rể hiền thay thế con trai. Kính chúc cha mẹ bên chú rể, kính chúc cha mẹ bên cô dâu. Từ nay ăn tháng vàng dự những ý muốn, từ nay tăng hoa trong suốt cuộc đời. Thank you.
vì sao rơi trong đêm lặng lẽ, ngọt ngào lời ca như du giấc mộng. Nàng là hoa lan hương đưa gió bay, nàng là hoa lan hương đưa gió bay. Có anh về đây vui với em, có anh kề bên tay ấm nồng, ngàn lời yêu thiết tha sẽ yêu ngàn năm không cách xa, sẽ yêu mình em hết kiếp người ta như hoa bướm bay. Đêm nay anh sáng sẽ lung linh, đêm nay em hát giữa bao người, ngất ngây tình yêu câu ca tuyệt vời. Em như tia nắng mai bên anh, em như cơn gió sẽ dịu dàng, giấc mơ ngày qua đêm nay sáng ngời. Y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà,
Trà nhà ai có ông dễ quý, trà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Chúng tôi thay lời những người thực hiện chương trình đại lễ thành hôn tại gia đình quan viên họ Nhà Trai xin được nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Quý vị đã có mặt tại đây để ngay lúc này phòng cưới gia đình quan viên họ Nhà Trai chúng tôi được ngút lên khói nước hương trà thơm hương đượm vị những lời em trao. Kính thưa quý vị, chuyến xe hạnh phúc lúc này đưa toàn thể quý vị đại biểu ta trở về nơi đây, để trở về nơi mà nhắc cho tất cả những ai đi xa đều phải nhớ về quê hương cội nguồn của đất mẹ, nơi có bóng đa xanh từng trùng một thời tươi trẻ, nơi có khói lam chiều, có nhà ngói đỏ bộn bề hương cau. Và ngay khi trở về tại gia đình nhà trai, cô dâu chú rể đã thắp hương yết bái gia tiên để cầu mong hạnh phúc bình yên cho mình. Và tới lúc này thì lễ nhập gia hai em đã hoàn tất, họ vui vẻ sánh bước đi ra tại khán phòng cưới trước sự minh chứng của toàn thể quý vị ta đang cùng có mặt tại đây. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì đúng là em đã cuốn tình anh vào cơn lốc như gió giao xối xả từ đầu nguồn, để đôi bàn tay níu chặt yêu thương như lúa chín nay vui mùa hái gặt, để rằng anh về thưa với mẹ cha, em về thưa với mẹ cha, chọn ngày lành tháng tốt. Và kính thưa quý vị, chính là giờ này của ngày hôm nay đã được phái đoàn quan viên họ Nhà Trai nhà gái lựa chọn để cử hành chương trình hôn lễ chúc mừng cho cô dâu chú rể tại không gian phòng cưới gia đình quan viên họ Nhà Trai. Và thưa quý vị, các cụ ta xưa đã có câu rằng chim khôn từ đầu nóc nhà quan, trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng, để chim yêu nhau xây tổ ấm và trai gái yêu nhau sẽ nên vợ nên chồng. Ngày hôm nay được sự đồng thuận nhất trí của chính quyền hai địa phương, sự cho phép của hai bên gia đình, và thưa quý vị cũng đặc biệt xuất phát từ tình yêu qua sự tìm hiểu của cô dâu và chú rể. Đúng là trăm năm thì chỉ có một ngày, và một ngày thì đẹp nhất hôm nay một giờ.
và trăm năm kết tóc xe tơ. Ngày vui vui nhất bây giờ là đây. Giờ cử hành chương trình hôn lễ đã tới. Mời toàn thể quý vị ta sơi chầu sơi nước và hướng mắt về sân khấu trong niềm vui hân hoan của cô dâu chú rể. Xin mời hai em sẽ dắt tay nhau đứng lên để cúi chào toàn thể các quan khách tham gia chương trình hôn lễ của mình ạ. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để ngay sau đây chương trình cử hành lễ cưới hạnh phúc chú rể Thành Nam, cô dâu Thủy Linh tại gia đình quan viên họ nhà trai ngay lúc này xin chính thức được bắt đầu. Một tràng tay quý vị để chúc mừng cho cô dâu chú rể ạ. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị, cảm ơn các bạn trẻ nam nữ thanh niên yêu mến rất là nhiều và cảm ơn cả cô dâu và chú rể nữa. Xin mời hai em cùng ngồi xuống tại vị trí hạnh phúc của mình trong chương trình lễ cưới ngày hôm nay. Thưa quý vị, trăm năm thì tròn nghĩa tròn tình, mừng xây hạnh phúc thì ở mình ở ta, và ngày cưới thì không thể thiếu những bản tình ca để mừng dâu mừng rể nở hoa bốn mùa. Vâng, thưa quý vị, đúng là ai yêu làn điệu dân ca, nhớ lời hát, nhớ con người Hà Nam quê mình. Và ngày hôm nay thưa quý vị, tại quê hương hạnh phúc của chú rể, quê hương của cô dâu, toàn thể các quan khách sẽ chung vui, tự nhiên sơi chầu sơi nước, và chúng tôi cũng mong muốn được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu những bài hát, những món quà đặc biệt nhất để chúc mừng cho cô dâu chú rể, và cũng là lời cảm ơn tới toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn trẻ đã dành thời gian tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời gian rồi sẽ trôi qua, cùng với đó mỗi người cũng sẽ già đi, nhưng thưa quý vị, những món quà tinh thần thì sẽ không bao giờ mất đi cả. Và ngày hôm nay thì đó là những bài hát, những món quà đó mà quý vị dành tặng cho cô dâu chú rể, nó sẽ luôn luôn mãi còn đồng hành trong tình yêu và cuộc sống hạnh phúc của cô dâu chú rể. Và hiện diện trong phòng cưới rất nhiều những người bạn của chú rể và cô dâu, và trong một không gian rất đặc biệt và hạnh phúc ngày hôm nay, chúng tôi cũng mong muốn tiếp theo thì mời những người bạn của cô dâu và chú rể, và quý vị, các anh chị và các bạn sẽ cùng tự nhiên bước lên sân khấu ngay tại gia đình quan viên họ nhà trai ngay lúc này để gửi tặng tới chương trình của chúng ta những bài hát của riêng mình. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong ngày vui của hai em hôm nay thì sau đây cháu xin được gửi tới quý ông cụ bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nhất, và một ca khúc tiếp theo xin được gửi tới quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh khách đến trên nhà. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị rất là nhiều. Lời mời trân trọng với ca khúc Khách đến chơi nhà. Để trân trọng mời toàn thể quý vị biểu ta tự nhiên sơi chầu sơi nước để cùng chung vui. Chúc mừng cho cô dâu chú rể. Xin được mời toàn thể quý vị đại biểu ta tự nhiên sơi chầu sơi nước để chúc mừng. Kính thưa quý vị, một lộ trình rất dài, phái đoàn quan viên họ nhà trai nhà gái đã đưa và đón dâu cùng trở về hiện diện trong phòng cưới gia đình quan viên họ nhà trai. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng rất mong muốn toàn thể quý vị đại biểu ta cùng chung vui sơi chầu sơi nước và cùng hướng mắt về sân khấu. Vâng, và ngay lúc này chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của hai ông đại biểu đại diện hai gia đình nhà trai và nhà gái. Vâng, về phía gia đình quan viên họ nhà gái xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Mạnh Hùng, và phía gia đình quan viên họ nhà trai trân trọng kính mời ông Trần Văn Thanh, hai đại biểu đại diện hai gia đình nhà trai và nhà gái. Xin mời đại biểu bước lên sân khấu để làm thủ tục chào dâu nhận rể cùng hạnh phúc trong chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời. Và mời toàn thể quý vị biểu nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và chào mừng sự hiện diện của hai đại biểu đại diện hai gia đình nhà trai và nhà gái ạ. Vâng, kính thưa quý vị, trước tiên chúng tôi dành thời gian trân trọng nhất để trân trọng kính mời ông đại biểu đại diện phái đoàn quan viên họ nhà gái với ý kiến phát biểu trao dâu trao quyền nhà trai. Xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ ông, cụ bà, các ông, các bà, các anh, các chị cùng về chung vui của hai cháu ngày hôm nay, thì tôi cũng đại diện cho bên họ nhà gái. Vượt qua thời gian hai cháu để tìm hiểu với nhau và đến giờ phút này thì cũng được là chính quyền hai địa phương thì đã ứng kiến cho hai cháu ngày hôm nay, và bên nhà trai với nhà gái là cũng ngày lành tháng tốt, hai họ tổ chức ngày lễ thành hôn cho hai cháu. Thì hôm nay chúng tôi đã đưa cháu về đến bên hội nhà trai, thì cháu nhà chúng tôi ấy chỉ biết ăn thôi, còn chưa biết làm việc. Vậy tôi mong rằng các ông, các bà, các anh, các chị, cô dì, chú bác để cùng dạy bảo lấy con cháu của nhà chúng tôi. Và đến giờ phút này tôi sẽ giao lại con cháu của nhà chúng tôi cho các ông, các bà, các anh, các chị cùng dạy bảo lấy con cháu chúng tôi. Thì nhân dịp ngày vui hôm nay tôi không biết nói gì hơn hết. Xin kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ ông, cụ bà, các ông, các bà, các anh, các chị, cô dì, chú bác cùng về vui ngày hôm nay một sức khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với kiến phát biểu của ông đại biểu đại diện phái đoàn quan viên họ nhà gái. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lắng nghe cũng đã thấy được rằng ông đại biểu đại diện phái đoàn quan viên họ nhà gái rất vui, hân hoan khi trực tiếp tham dự chương trình hôn lễ tại gia đình quan viên họ nhà trai. Và cũng không quên thay lời cho gia đình để trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị phái đoàn quan viên họ nhà trai, đặc biệt lời cảm ơn trân trọng sâu sắc nhất trước sự đón tiếp rất nồng hậu trong lễ cưới ngày hôm nay. Vâng, cùng với đó, thưa quý vị, ông cũng không quên gửi tới toàn thể quý vị đại biểu lời chào để mọi nhà sum họp chúc may, sở cầu như ý, mãn nguyện như tâm, công toại danh thành và an khang thịnh vượng. Cùng với đó thì ông đã chính thức chào cô dâu trở về làm dâu con trong phái đoàn quan viên họ nhà trai. Từ nay chính thức được trở thành con thành cháu của các cụ công có bà trong đại gia đình, trở thành người bạn đời trăm năm hạnh phúc của chú rể thành nam trong lễ cưới ngày hôm nay. Rất nhiều những mong muốn, thưa quý vị, để từ nay hai gia đình sẽ đón nhận dâu hiền, rể thảo, để nghĩa thông gia hai nhà sẽ trở nên như một, và rồi thông gia thì như ruộng liền bờ, bên thời được rể và bên thời cũng sẽ được cô dâu. Xin trân trọng cảm ơn vị đại biểu đại diện phái đoàn quan viên họ nhà gái rất là nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì đúng là trai vui gái cũng mừng, nhà trai phấn khởi, nhà gái tưng bừng hân hoan. Tiếp theo thì chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời ông đại biểu đại diện phái đoàn quan viên họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu đó tư. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa quan viên hai họ nhà trai và nhà gái, tôi được sự ủy quyền của trong họ nên có đôi lời phát biểu. Trước hết mà nói, xin chúc toàn thể hội hôn có một sức khỏe dồi dào và sang một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin một tràng vỗ tay. Kính thưa các vị đại biểu, qua ý kiến của nhà gái, tôi là cũng rất vui mừng phấn khởi được sự là đón tiếp và được sự bố trí rất là chu đáo. Phái đoàn nhà gái
cùng với chúng tôi đã đưa các cháu về phòng tổ chức. Thì chính thức hôm nay tôi được thay mặt cho gia đình cũng là nhận các cháu Thùy Linh là con dâu của gia đình chúng tôi, thì không biết nói gì hơn hết, tất cả là cầu mong làm sao tất cả chúng ta là cùng là vun đắp xây dựng hạnh phúc cho các cháu, trồng cây đắp nấm, trồng cây vun trồng, và mãi mãi hai gia đình của chúng ta, gia đình ông Hải Lan và gia đình ông bà Thiên Nga, hàng ngày chúng ta lại siết chặt bên nhau, cùng với họ hàng ta lại giao lưu với nhau, và các cái nhiệm vụ là vẫn cứ phải là quan tâm và dạy dỗ các cháu, bởi vì tuổi các cháu là còn trẻ, cháu Nam ở đây thì và cháu Linh, thì các vị cố gắng làm sao là ta cũng lui lại một chút để cũng chung vui với gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, thưa toàn thể các bạn thân mến, với quá trình học tập và công tác yêu thương của riêng mình, cô dâu chú rể gặp nhau, quen nhau và họ cũng đã tìm thấy ở nhau một tình yêu nồng nàn và say đắm. Rằng cho dù một ngày muối của biển không còn mặn, em sẽ giữ trọn bản tình ca son sắt đậm đà. Và dù cho trời yên hay biển có nổi sóng phong ba, thì em mãi bên anh như thuyền kề bên lái. Và để đáp lại lời kêu gọi từ trái tim của chàng trai dịu hiền, cô dâu trong lễ cưới ngày hôm nay, em đã nguyện là cơn gió nồm nam mát rượi để quạt cho anh trong những buổi oi nồng, và để anh là cây tùng của mùa thu, lá của nó mãi xì xào bên tay em huyền diệu. Và kính thưa quý vị, để rồi khi mùa đông trời vô cùng băng giá, khi đó em sẽ là bông tuyết ấm, nguyện suốt đời mãi mãi ở bên anh. Và ngay lúc này, để toàn thể quý vị đại biểu hiện diện trong khán phòng cưới, quý vị đều có thể ngắm nhìn chúc mừng cho cô dâu chú rể. Xin một lần nữa trân trọng mời cô dâu chú rể, hai em sẽ cùng dắt tay nhau đứng lên để trân trọng niềm vui hạnh phúc của cô dâu chú rể. Quý vị sẽ dành những tràng tay thật lớn để chúc mừng cho em trong lễ cưới ngày hôm nay. Từ nay thì cô dâu chú rể đã chính thức nên vợ nên chồng. Một tràng tay quý vị để chúc mừng ạ. Và thưa quý vị, vâng, được công nhận từ nay nên vợ nên chồng để cùng xây đắp tình yêu hạnh phúc một gia đình mới. Ngay lúc này cô dâu chú rể họ sẽ hướng về phía nhau. Trước sự chứng kiến của quan viên hai gia đình nhà trai nhà gái, họ sẽ trao cho nhau những kỷ vật thiêng liêng trong lễ cưới của mình. Trong ngày vui lứa đôi tuyệt vời,
tôi sao cũng nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng. Để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt đời. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau. Xin mời hai đại biểu sẽ chạm ly với nhau và cô dâu chú rể thì sau đó xin mời hướng về phía nhau. Với cô dâu chú rể thì đúng là mời em chén rượu giao thề để hữu duyên thiên lý ta về bên nhau, cùng chung bước tới mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Trân trọng mời hai đại biểu sẽ cạn ly rượu, mời cô dâu chú rể trao nhau ly rượu giao vui trong lễ cưới và mời toàn thể quý vị đại biểu cùng chung vui bằng một tràng pháo tay thật lớn. Xin mời ạ. Các vị tham dự trong chương trình hôn lễ ngày hôm nay, vâng, một đại biểu rất quan trọng trong gia đình quan viên họ nhà trai, vâng, trân trọng giới thiệu và kính mời bà nội của chú rể, trân trọng mời bà lên sân khấu trong chương trình hôn lễ ngày hôm nay. Bà, món quà của bố mẹ của các thành viên trong gia đình để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể, xin trân trọng kính mời bà. Vâng, cùng với những món quà đặc biệt này thì xin được mời bà sẽ chụp những tấm ảnh rất đẹp cùng với cô dâu chú rể ạ. Xin trân trọng giới thiệu và mời bố mẹ của chú rể và em trai sẽ chụp một tấm ảnh lưu niệm của các thành viên trong gia đình. Yeah, I'm ready with you.